Liên quan tới chất lượng nước sông Đà, vào chiều nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp báo thông tin về vụ việc nước sạch có mùi lạ. Kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy là trong nước chỉ tiêu styren vượt ngưỡng quy chuẩn. Tuy nhiên trả lời về vụ việc này thì đại diện công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã vòng vo thoái thác trách nhiệm. Theo Sở Y tế Hà Nội, các mẫu nước không đạt chuẩn về mùi vị, mẫu nước có mùi khét. Bên cạnh đó, trong các mẫu nước xét nghiệm đều có hàm lượng styren, chất thuộc nhóm có chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Theo quy chuẩn, hàm lượng styren được quy định tối đa là 20 microgram trên 1 lít. Tuy nhiên, các mẫu nước xét nghiệm cho thấy hàm lượng này cao hơn quy chuẩn Việt Nam từ 1,3 đến 3,65 lần. Riêng mẫu nước tại các vòi sử dụng của hộ gia đình, hàm lượng styren thấp hơn ở các nhà máy và các điểm chứa trung gian. Có hai cái tiêu chí. Một tiêu chí thứ nhất là có mùi. Cái tiêu chí thứ hai là cái styren này là nó có nồng độ cao hơn. Thì có nghĩa là cái nước này không đảm bảo chất lượng. Chỉ riêng là có mùi thôi là đã là không đảm bảo chất lượng rồi. Thông tin kết quả xác minh mùi khét nồng nặc, nước có váng ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Tổ công tác được thành lập và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến nay đã xác định tại khu vực đầu nguồn tại khe núi ở xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình có dấu hiệu đổ dầu nhất thải trộm. Tại cuộc họp báo, phóng viên VTC đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của công ty nước sạch sông Đà Viwasupco. Tôi có đặt ra câu hỏi tại vì sao anh không báo cáo cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội khi mà đơn vị đó là đơn vị mà hiện tại bây giờ quản lý nhà nước, quản lý cái nước mà tại đang cung cấp cho bà con nhân dân. Còn nếu anh có mời công an vào cuộc ở trên thành phố Hòa Bình, đó là về việc mà tìm ra thủ phạm của việc là đổ những cái dầu thải. Vậy thì anh sẽ trả lời như thế nào với việc vì sao anh không báo cáo cơ quan chức năng của Hà Nội? Vấn đề là báo cáo gì, nếu dừng nước thì đúng là báo cáo ngay. Nếu mà phát hiện ra chất lượng nước có vấn đề gì phải báo cáo ngay. Đấy. Thế còn cái mà không báo cáo, thực ra là ngày 11 thì coi như là Sở Xây dựng cùng với cả các đoàn liên ngành cũng nên lấy mẫu nước từng điểm đi kiểm tra. Đấy. Thế thì lên trên đấy, nếu mà giả sử ok người nhà dân có mùi, thế lên trên đấy có mùi không? Lên trên đấy vẫn hoạt động bình thường. Kể cả báo chí cũng đi cùng. Chứ không phải là ấy. Thế thì vấn đề là phát hiện ra chất này thì đòi hỏi phải có thời gian, đòi hỏi phải có công cụ. Báo cáo các quý vị thế về tại sao lại công ty là không. Dù rất nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi với người đứng đầu Viwasupco có hay không việc từ chức sau vụ việc. Tuy nhiên, ông Tốn chỉ thừa nhận lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Và về cái bản thân thì qua đây là cũng một cái rút kinh nghiệm của công ty, cũng là coi nhất là những cái mà phản ánh của quý khách hàng. Đấy, nhiều khi là công ty coi như là không phản ánh được kịp thời. Đấy, giải thích cho người dân rõ hiểu. Đấy. Thì công ty cũng coi như là cái nhất là cái đấy thì công ty cũng có nhất là có một cái lỗi. Tại cuộc họp báo, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu Viwasupco khắc phục ngay các chất dầu thải tại khu vực đầu nguồn, xúc xả toàn bộ hệ thống nước sạch sông Đà từ nhà máy, bể chứa, các tuyến đường ống truyền dẫn, phân phối, kể cả các bể chứa trong khu chung cư, toàn bộ tại địa bàn người dân sử dụng do công ty cung cấp. Toàn bộ chi phí do Viwasupco chịu trách nhiệm. Người dân được khuyến cáo, thời gian này chỉ dùng nước để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn hay uống, mà tạm thời dùng nước đóng chai, bình do các đơn vị khác cung cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bố trí các xe tét của công ty nước sạch Hà Nội túc trực để sẵn sàng chở nước đến cung cấp miễn phí cho người dân theo nhu cầu. Vâng, thưa quý vị, việc đưa khuyến cáo tới người dân không được dùng nguồn nước của công ty sông Đà để sử dụng tắm giặt sau đúng một tuần xảy ra sự cố khiến cho người dân càng bức xúc và lo lắng hơn. Bởi hơn một tuần qua thì họ không hiểu chính quyền Hà Nội đã làm gì và không hề lên tiếng hay là có những động thái gì trước sự hoang mang lo lắng của người dân. Và đây cũng không phải là lần đầu thành phố Hà Nội thể hiện sự tắc trách của mình trước dân. Mới đây thôi thì sự cố môi trường từ nhà máy Rạng Đông cũng được Hà Nội cư xử với dân một cách có thể nói là vô trách nhiệm. Suốt một tuần qua,
gia đình ông Phúc cũng như hàng triệu người dân bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Đà nhiễm dầu thải. Họ phải tự bảo vệ mình bằng cách bảo nhau mua nước tinh khiết về sử dụng, chứ không hề nhận được khuyến cáo gì từ chính quyền thành phố. Thì cũng không phải riêng gì khu dân cư này, mà chắc là theo tôi biết thì nhiều nơi cũng ăn chung cái nguồn nước này, tức là nhà máy sông Đà này. Nhưng mà tôi thấy rằng như thế cả cấp chính quyền đều hiểu cả, bởi vì họ cũng phải ăn cái nước này, nhưng mà tại sao họ không khuyến cáo cái gì cả? Họ không nhắc đến, không đưa ra một lời khuyến cáo với dân là tình hình nó là như thế, nước là như thế, thì cách xử lý trước mắt là cách xử lý như thế nào để bảo đảm sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho dân, thì chính quyền cũng không có cái khuyến cáo gì với dân cả. Khi mà có nguồn nước như thế thì lẽ ra là cái cơ quan chủ quản hoặc cơ quan quản lý nhà nước nào đấy lại phải thông báo cho người dân là anh không được dùng cái nước nữa, để chúng tôi sẽ có trách nhiệm để chúng tôi cung cấp cho các anh là cái nước khác để các anh dùng tạm, đúng không? Nhưng tuyệt nhiên là không có một ai thông báo cả. Thế mãi hôm nay mới đọc một bài báo của chủ tịch thành phố là cái việc là bây giờ đi nếu mà đơn vị nào thâu nước, nếu mà tòa nhà là thâu nước thì các thứ, thì mọi kinh phí là bên cung cấp nước ấy, người ta trả cái tiền kinh phí đấy. Nhưng mà thư gửi đến ngày hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi, hôm nay đã là ngày mười mấy rồi. Nếu mà dân mà ngộ độc thì chết là chết một loạt rồi, chứ cũng không phải đợi đến đấy, đúng không? Và cũng trong một tuần qua, họ phải sống trong cảnh hoang mang, lo sợ, bất an và không biết sức khỏe của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Cô. Vào trong nhà vệ sinh cũng phát hiện ra là cái mùi nó rất là nặng, nó như là mùi khét. Đấy, cho nên là các cháu nó cũng sợ mà. Cho nên là cái này cũng muốn là được giải quyết càng nhanh càng tốt, vì sức khỏe của dân là rất là quan trọng. Ngay cái khu tôi đứng đây cũng là màu vàng. Đấy, về ô nhiễm. Thế lại cộng với nước nữa. Thế rồi lại rau cỏ thực phẩm nó không biết có an toàn hay không. Thì nó vấn đề là sức khỏe nó sẽ như thế nào. Đấy. Cho nên là rất lo lắng, chứ không phải là chỉ là cái quan tâm đâu, mà thực sự là lo lắng. Và thật đáng buồn là chính người đứng đầu công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà và cả công ty cũng đều biết nguồn nước bị nhiễm dầu thải ngay từ đầu. Nhưng họ không có bất kỳ một động thái nào thông báo, khuyến cáo đến khách hàng. Quay trở lại sự cố môi trường tại nhà máy Rạng Đông mới xảy ra cách đây không lâu, cách hành xử của Hà Nội cũng cho thấy sự vô cảm, tắc trách. Dù biết vụ cháy xảy ra tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông có hóa chất độc hại, nhưng phải sau 2 ngày, cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội mới cho thực hiện lấy mẫu phân tích, quan trắc môi trường, rồi vội kết luận môi trường an toàn. Hơn một tuần sau, chính quyền thành phố Hà Nội mới tổ chức họp bàn về nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết. Trong suốt thời gian đó, người dân không hề thấy một phát ngôn thông báo nào của lãnh đạo cấp thành phố, ngoại trừ tranh cãi giữa lãnh đạo quận Thanh Xuân với cấp dưới và các cơ quan chuyên môn khác. Thiết nghĩ, trong việc này, không chỉ là xin lỗi, mà cần phải có sự kiểm tra của các cơ quan chức năng để xem xét lỗi ở khâu nào, sai đến đâu để có xử lý quyết liệt, triệt để. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, không thể mang sức khỏe ra để làm trò đùa với may rủi. Trước lo lắng của cử tri về chất lượng nước sông Đà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết là công ty cổ phần đầu tư nước sông Đà đã không báo cáo sự cố dầu thải tại đầu nguồn nước với cơ quan chức năng Hà Nội. Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay nóng lên bởi những băn khoăn về nguồn nước sông Đà mà người dân phải sử dụng trong những ngày vừa qua. Tình hình ô nhiễm nước sạch sông Đà trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây, cử tri đang hết sức quan tâm và lo lắng. Đề nghị đồng chí chủ tịch có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất để bảo đảm cuộc sống, đời sống ổn định của nhân dân thủ đô. Thì vì chúng ta cũng xử lý quyết liệt nước sông Đà rồi, nhưng dân sử dụng nước thì cũng có mùi dầu, có mùi khét. Mà những người mà làm công việc phục vụ có thể không quan tâm hàng vạn con người phải đi giết nước, thì nên là cái trách nhiệm của cái khu xử lý kiên quyết từ xưa là, cho nên là bây giờ dẫn đến là có những hành động quyết định để hôm nay. Trả lời cử tri về thông tin nước có mùi lạ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10 tháng 10, thành phố nhận thông tin qua người dân và báo chí về việc nước sạch tại Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai có mùi bất thường. Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ nguồn cung, xả nước của nhà máy nước sông Đà thuộc công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà Vioasupco. Kết quả kiểm định nước cho thấy có xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất styren,
chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 đến 3,6 lần so với mức bình thường. Thì công ty để phát hiện những việc đổ dầu từ ngày 8, nhưng ông cũng không báo cáo lại, ông cũng không có hành động gì liên quan đến cái việc ngăn chặn các cái dầu này. Thế mà quyết định nó trôi vào nhà máy và dẫn đến là bây giờ vào nước. Ông Trung cho biết Hà Nội sẽ có công văn gửi tỉnh Hòa Bình đề nghị công an tỉnh này làm rõ trách nhiệm của công ty, đồng thời đã yêu cầu công ty xúc xả toàn bộ nguồn nước ở các chung cư, trạm nước và công ty phải chi trả kinh phí. Thành phố cũng lên phương án điều hòa nguồn nước sạch từ nhà máy khác nếu thiếu nước cục bộ trong thời gian Viva Subco xúc xả nguồn nước.